Chào mừng quý bà con đến với kênh chăn nuôi thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Và chủ đề hôm nay tôi muốn chia sẻ đến quý bà con đó là sản phẩm chế phẩm men vi sinh TKS sạch đáy. Xin mời quý bà con chúng ta cùng theo dõi. Bồn đầy ao được biết đến là một chất vô định hình, có màu tối, chứa nhiều thành phần nitơ và phốt pho. Tích lũy dưới đáy ao đó là những thức ăn dư thừa, phân tôm, phân cá và xác động vật. Đất ao bị xói mòn, nếu không xử lý kịp thời thì sẽ gây hại đến vật nuôi. Là tập hợp của hàng tỷ bào tử vi sinh vật phân hủy hữu cơ trên mỗi lít sản phẩm, chế phẩm men vi sinh TKS sạch đáy có công dụng phân hủy nhanh các chất dơ bẩn, chất thải, hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm, phân cá, giải tán các khí độc gây hại cho tôm cá, chống ô nhiễm đáy ao, cải thiện chất lượng nước trong ao, giảm nguy cơ nhiễm các bệnh như đen mang, hồng mang, đóng rong, mòn đuôi, phát sáng, xuất huyết và đốm đỏ, tăng hàm lượng khí hòa tan, ổn định pH gây màu nước, tạo nguồn vi sinh vật có lợi trong ao, ngăn ngừa sự phát triển vi sinh vật gây bệnh và các vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Sử dụng men vi sinh thường xuyên sẽ giúp môi trường đáy ao luôn ổn định và sạch. Với sản phẩm TKS sạch đáy, bà con có thể sử dụng như sau. Định kỳ từ 7 đến 10 ngày, 1 lít TKS sạch đáy cho 3.000 đến 5.000 mét khối. Khi đáy ao bị đen thối, sử dụng 1 lít cho 1.000 đến 2.000 mét khối. Và sử dụng từ lúc 9 giờ đến 10 giờ sáng. 1 lít TKS sạch đáy, ngâm vài giờ với nước khi tạt xuống dưới ao. Và vừa rồi tôi đã chia sẻ đến quý bà con đó là sản phẩm TKS sạch đáy của công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy Kim Sinh. Để biết thêm chi tiết, bà con vui lòng liên hệ đến số hotline 098 776 2025 hoặc truy cập vào website thủykimsinh.com để tìm hiểu thêm các sản phẩm tương tự. Kính chúc quý bà con thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.